Trong với khung giá khoảng 6-7 triệu đồng thì thường thường mình thấy các bạn đang chú ý đến một vài sản phẩm của Trung Quốc, ví dụ như là Huawei Nova i, Nova 3e, một vài chiếc máy như là Honor và thậm chí có cả một vài sản phẩm đến từ Sony như là XA2 chẳng hạn. Nhưng mà các bạn quên mất rằng là chúng ta vẫn có một vài sản phẩm ở trong phân khúc này của Samsung. Và đặc biệt nhất trong thời điểm này chúng ta đang có một cái chiếc điện thoại có cái giá khá là thơm. Đó chiếc Samsung Galaxy J7 Plus. Ban đầu để sở hữu cái máy này các bạn sẽ phải bỏ ra cái số tiền là khoảng 8-9 triệu cơ. Nhưng bây giờ nó rất là rẻ rồi, chỉ hơn 7 triệu thôi. Và đặc biệt nhất là với 7S thì các bạn sẽ có cái giá khi mà để muốn sở hữu chiếc máy này nó chỉ khoảng hơn 6 triệu thôi. Cụ thể là khoảng 6 triệu tư. Vậy thì với cái giá khoảng 6 triệu tư cho chiếc J7 Plus thì các bạn sẽ được những cái gì? Và chúng ta có nên mua sản phẩm này hay không? Trong video này mình sẽ cùng các bạn phân tích một chút nhá. Trước khi phân tích một chút về chiếc điện thoại này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút. Đó là khác với những khác, ví dụ như là Asus thì họ quan tâm hơn lượng pin này, họ sẽ tập trung vào cái phần đó. Rồi là Xiaomi thì họ thường quan tâm đến cấu hình. Còn Samsung thì họ lại không như vậy. Họ lại sẽ làm hài hòa tất cả mọi thứ, từ tính năng này, đến thiết kế này, đến cấu hình và thậm chí đến cả camera nữa. Và nó sẽ mang lại cho các bạn một cái sản phẩm nó khá là trung hòa. Thế thì với chiếc Samsung Galaxy J7 Plus này, đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế. Khi mà các bạn cầm lên, các bạn sẽ thấy rằng nó là một chiếc điện thoại có cái thiết kế khá cao cấp. Vì sao? Mình sẽ không nói về những cái phần ví dụ như là cầm vào nó không bám mồ hôi dấu vân tay, những cái phần này nó quá hiển nhiên rồi. Khi mà bạn cầm chiếc điện thoại lên thì cái cảm giác đầu tiên của mình đó là nó khá là nặng. Thêm vào đó nó rất là chắc tay, nó không giống một vài sản phẩm khác cũng là kim loại nguyên khối này, cũng có hai mặt kính thì cảm giác hơi ọp ẹp. Còn chiếc J7 Plus nó sẽ đáp ứng được cho các bạn cảm giác cầm nắm khá cao cấp. Tiếp theo thì mình sẽ nói về màn hình. Từ trước đến nay thì Samsung vẫn khá là nổi tiếng về cái màn hình Super AMOLED của mình. Và với chiếc J7 Plus chúng ta cũng không phải là một ngoại lệ. Màn hình với kích cỡ là khoảng 5,5 inch sẽ có cho các bạn độ phân giải là Full HD. Và cái màn hình này nó đáp ứng cho mình khá là tốt cái nhu cầu ví dụ như là xem phim, xem video YouTube. Bởi vì sao cái màn hình với tấm nền Super AMOLED sẽ có cho bạn được cái màu sắc rất là sặc sỡ, màu đen thể hiện rất là sâu. Và mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp dành cho các bạn nào yêu thích xem video, xem các phim Ford ở trên điện thoại như này. Tiếp theo mình đánh giá một chút về camera. Với chiếc camera của Samsung Galaxy J7 Plus các bạn sẽ có một bộ đôi ở phía sau với cái độ phân giải là 13MP và 5MP. Nó sẽ mang lại cho các bạn khả năng là chụp ảnh xóa phông. Những cái bức ảnh mình chụp với cái điện thoại này ở trong cái khả năng là Live Focus thì các bạn sẽ thấy là mặc dù không để đánh giá được ngang hàng với những sản phẩm cận cao cấp như là cao cấp, nhưng mà so sánh một vài sản phẩm cùng cái tầm giá thì cái bức ảnh xóa phông cho ra khá là tốt. Thêm vào đó thì khẩu độ của hai chiếc camera chính này cũng khá là cao cấp. Chúng ta sẽ có khẩu độ là f1.7 và f1.9. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái bức ảnh chụp ở cái môi trường thiếu sáng tốt hơn, cũng như là chúng ta sẽ có những cái bức ảnh xóa phông rất là đẹp. Về camera trước thì các bạn sẽ chỉ có một chiếc mà thôi, nhưng mà các bạn sẽ có độ phân giải lên đến 16MP và cái khẩu độ của nó là f1.9. Thì khẩu độ này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có khả năng đó là chụp ảnh xóa phông. Và mình nghĩ là với sản phẩm này, camera cũng sẽ là một phần mà quyết định cho các bạn có nên lựa chọn nó hay không. Một cái điểm nữa mình nghĩ rằng chiếc điện thoại này khá là tốt đó là những cái tính năng bên lề. Đầu tiên chúng ta sẽ có là cảm biến vân tay. Thì cảm biến vân tay này là cảm biến vân tay một chạm. Mặc dù nó là nút home, các bạn bấm vào nó sẽ mở màn hình lên nhá, nhưng mà với chiếc điện thoại này các bạn chỉ cần sờ vào nút home thôi là nó có thể mở khóa được rồi. Thêm nữa là với cảm biến vân tay mặt trước này nó rất là tiện lợi trong quá trình các bạn sử dụng. Ví dụ như khi mà các bạn để trên bàn, các bạn muốn mở khóa thì các bạn không cần phải cầm lên rồi là lần mò vân tay phía sau. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ có được một vài cái tính năng nó khá là cao cấp, ví dụ như là always on display này. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc mà thôi, đó là các bạn sẽ chỉ có cái chân cắm micro USB, không có USB Type-C nào đấy hết. Song song với những điều mình nghĩ là cái sản phẩm này nó khá là tốt, cũng vẫn có một vài điểm mình hơi thất vọng về chiếc J7 Plus một chút. Đầu tiên là về cấu hình thì các bạn sẽ chỉ có cái con chip là Helio P25 mà thôi. Khi mà mình thử một vài những cái tác vụ nặng, ví dụ là chơi game Asphalt 8 hay PUBG Mobile thì cảm giác nó khá là vật vã. Với cái chế độ để cấu hình là cao nhất thì khi mà các bạn chơi nó giật khá là nhiều. Nếu các bạn giảm cái cấu hình của game đi, chỉ còn cái mức là trung bình hoặc là thấp mà thôi, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà cái hiện tượng tụt FPS hay giật lag nó vẫn còn một chút. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một vài điểm sáng, ví dụ như là chúng ta sẽ có dung lượng RAM 4GB. Mình có test qua phần đa nhiệm thì Samsung tối ưu khá là tốt. Với một vài tựa game nặng cũng như là các app hàng ngày thì hầu hết khi mình mở đa nhiệm nó không cần phải load lại. Khi mà các bạn chuyển đổi giữa các app, các bạn sẽ không bị gián đoạn cái công việc của mình. Về pin thì với chiếc điện thoại này các bạn chỉ có cái dung lượng pin nó bình thường thôi, đó là 3000 mAh. Với cái dung lượng pin như này thì mình cũng không đánh giá quá cao, nhưng mà Samsung theo mình nghĩ là họ cũng biết cách nào đó để tối ưu khá là tốt cái dung lượng pin như thế. Như vậy là mình cũng đã cùng với các bạn đánh giá một chút về cái chiếc J7 Plus. Với sản phẩm là Samsung Galaxy J7 Plus thì các bạn sẽ có một chiếc smartphone với cái camera khá là tốt, thiết kế chắc chắn, cầm rất là cao cấp.
Dung lượng RAM của chúng ta sẽ là 4GB và nó sẽ đáp ứng được cho các bạn cái khả năng đa nhiệm rất tốt. Nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn chiếc máy này hay không thì các bạn hãy để lại ý kiến cho mình ở dưới. Các bạn nào đang muốn sở hữu cho mình một chiếc J7 Plus thì cũng đừng quên truy cập vào trang web của Xiaomi S. Hiện tại đang có giá rất là thơm, nó chỉ khoảng 6,4 triệu mà thôi như mình nói ban đầu ấy. Các bạn thấy video ích hãy bấm like, share lại bạn bè, hãy bấm subscribe cũng như là bấm chuông kênh YouTube của Review Dạo để các bạn có thể nhận được những thông báo mới nhất với những video của Review Dạo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.